Nghĩa địa chó mèo và những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Trên khu đất rộng 2.000 m², ông Nguyễn Bảo Sinh, Chương Định, Hà Nội đã cho xây dựng một khách sạn chó mèo với quy mô như một resort, gồm tất cả những dịch vụ từ siêu thị, khách sạn, phòng khám y tế, phòng thẩm mỹ. Tuy nhiên, điều đặc biệt của khách sạn chính là một khu đất dành cho hơn 500 phần mộ chó mèo, toàn cảnh khu nghĩa địa chó mèo của ông Sinh. Theo ông Sinh chia sẻ, toàn bộ khu vực nghĩa trang này rộng chưa đầy 100 m², nằm ở một góc vườn, những ngôi mộ chó mèo được xếp bằng 4 viên đá ong, có cả bia mộ in hình con vật. Trên đó ghi rõ tên tuổi, năm sinh, năm mất. Chạy dọc theo bờ một hồ nước nhỏ, phía sau những ngôi mộ đá ong là khu vực bia mộ hỏa táng. Một bức tường được xây ngăn nhiều kệ, trên đó đặt di ảnh chó mèo và bát hương. Nghĩa trang chó mèo có hai hình thức an táng, đĩa táng hoặc hỏa táng. Đĩa táng là con vật được chôn xuống dưới đất, sau đó được xây mộ dựng bia. Và hình thức mất khá nhiều công sức, một con vật chôn cất theo kiểu này, chủ của nó phải bỏ số tiền tầm 10 triệu đồng. Còn hỏa táng giá cả có phần nhẹ nhàng hơn, khoảng 2-3 triệu đồng. Xác con vật được đưa đi thiêu, sau đó lấy phần cốt cho vào nọ. Trước khi chôn cất, con vật sẽ được ông Sinh làm lễ cầu siêu với mong muốn hồn của con vật sẽ không phải lang thang ở chốn trần gian nữa. Những câu chuyện giờ khóc giờ cười tại nghĩa địa chó mèo. Theo ông Sinh chia sẻ, từ khi xây dựng nghĩa trang chó mèo, ông đã gặp rất nhiều trường hợp đặc biệt. Trong hơn hàng ngàn lần tổ chức mai táng cho chó mèo, những trường hợp người chủ vì quá thương buồn mà khóc nóc thảm thiết, thậm chí vì quá sốc mà ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện không phải ít. Ông đã chứng kiến những hình ảnh xúc động mà người ta cứ nghĩ rằng thứ tình cảm ấy chỉ xảy ra giữa người với người. Có trường hợp một cô gái trẻ mang chó cưng đã chết đến nghĩa địa chó mèo của ông Sinh để làm lễ cầu siêu hỏa táng. Tuy nhiên, ông bố của cô gái này không đồng ý, lén mang xác chú chó ra sông vứt. Ông Sinh nghe kể lại, cô gái trẻ vì quá ớt đức đau buồn mà khóc lóc bỏ đi, đến giờ vẫn biệt vô âm tín. Chú chó đã chết ra cầu Dương. Lại có chuyện ông bố mang xác chú chó đã chết ra cầu Trưng Vương vứt. Cô con gái vừa chạy theo vừa khóc nức nở. Khi ông bố vừa ném xác chú chó xuống sông thì cô gái cũng vội vàng nhảy xuống theo. May mắn là ông bố kịp giữ lại, nhưng tâm trạng cô gái cũng từ đó mà bất ổn. Ông Sinh kể lại rằng có một cô gái cứ đúng 10:30 hàng đêm lại đến nghĩa trang thăm mộ con chó của mình. Ngồi cạnh mộ, cô gái vừa hút thuốc vừa ho sặc sụa. Nhiều lần như vậy, ông Sinh tò mò hỏi chuyện mới biết con chó đã chết kia nghiện mùi thuốc lá. Cứ có người hút thuốc là nó sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh người mùi. Vì quá thương tiếc chú chó mà cô gái luôn dành thời gian đến thăm và tập hút thuốc lá để cho chú chó đã chết được ngửi mùi quen thuộc. Nghe đến đây, mắt ông Sinh cay cay vì xúc động. Tuy nhiên cũng không đồng tình với cách làm của cô gái. Hay như câu chuyện về một người nước ngoài đến nghĩa địa chó mèo để hỏa táng chú chó cưng. Anh chàng người Tây này bọc xác chú chó cẩn thận trong thùng cắt tông, xếp ngay ngắn trên xe taxi rồi khóc lóc như một đứa trẻ con. Người lái xe taxi nghi ngờ là có vụ giết người chở xác đi phi tang nên nhanh chóng báo cho công an đến bắt người đàn ông này. Nhưng đến nơi mới vỡ lẽ đó là xác một chú chó. Ông Sinh tâm sự, khi tình cảm giữa người và thú cưng đã đạt đến một mức nào đó thì những hành động như vậy cũng khó mà tránh khỏi. Hàng trăm trường hợp, hàng trăm câu chuyện khác nhau ông được chứng kiến là động lực khiến ông Sinh tiếp tục giữ gìn nơi chôn cất chó mèo đặc biệt này.